nó làm gì đi sang bắt cướp vậy? Ngủ ma ở đâu bực bội. Chỗ nào về có hành không vậy? Có đầy đủ. Tôi hỏi rồi đó, tôi hỏi ham. Bớt đọc lại. Đọc lại nó không đúng bài của tôi á. Rồi cái ông bị luôn nè. Nó chạy liền tài á. Một phần, hai được cái phần rau dưới đó không? Ở dưới đó. Rồi dưới phần. Đang ăn cục tôm nãy là bạn cảm nhận chưa? Dạ. Cảm nhận chưa? Dạ, cảm nhận. Ừ, cảm nhận được chứ mình biết ta là tôm đấy, tôm là tôm là nhìn vô biết liền. Tôm ăn khỏi lột vỏ, ta đem ta lấy kỹ luôn. Ủa cô làm nhà luôn hả cô Quỳ? Ừ, tôm quết nhà chứ không lẽ tôm bạn nghĩ sao? Bạn thấy bạn thấy không? Quết ở nhà chứ đâu, bạn còn, nghĩ sao mà nó có được. Còn bò viên này cô? Bò viên cũng vậy, lò. Dạ. Lò chung với bò nè. Dạ. Bạn nghĩ chắc tôi là vinh gia quá các bạn. Tôi en là nó ra đồ chơi hết hay sao? Nói đi con, cô Quỳ nghe. Cô nước, cô kêu cô bán nước ơi, đừng kêu cô ơi, cô ơi. Kêu cô ơi, mấy bạn này vất vả lắm. Đơ xì đơ luôn à. Nó không bao giờ quay vô là coi em gái kêu cái gì hết đó. Quý vị nhìn nè. Chút xíu nữa là khách đông là cô sẽ biểu diễn cho quý vị xem. Muốn mà múc được như vậy là cũng phải tay nghề cũng phải mấy chục năm đó quý vị. Đâu phải muốn muốn nghe muốn cày cày ai muốn không được. Dạ. Quan trọng là ăn vô bạn ăn bạn có nêm lại không? Đúng rồi. Cái đó mới quan trọng đó. À thì vậy là ok rồi. Nhằm khi bạn muốn cày 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 mà bạn nhưng phải mà lại, dạ. Không? Đúng rồi. Dạ. Cái phần đó là bạn hiểu được mình bay cái đĩa bay này nó bay mất rồi. Đâu là? Bay dạ. Con ở dưới miền Tây á chú. Dạ, tại vì bún của cô Quyền là nổi, cũng hay nói là nổi là khắp trên... Bún cô bay đi, bún gọi chị nữa. Dạ. Trời ơi, nghe nói chuyện không phê dạ. Luôn rồi trời. Dạ, có thể là ra ngoài, nước ngoài luôn chú. Trời ơi, ra nước ngoài thì chuyện nhỏ vậy. Dạ. Bình thường, quan trọng là các bạn ăn nè. Các bạn phải là thực dạ. Tế với bạn thôi chứ. Dạ. Cái... Dạ. Cái món này con thấy là nhiều người nước ngoài thích thôi chứ ha. Bên Mỹ, nhất là Mỹ. Dạ. Mỹ gì? Từ mấy anh mến ái mộ thì mấy anh về mấy anh phải thử coi nó như thế nào. Dạ. Chứ mấy anh đâu phải là chỉ thử thích được. Ông cái món bún này là đặc sản của Bình Định hả cô Quyền? Nhưng mà bún thì cũng có nhiều nơi người ta bán cũng giống cô Quyền như đó. Nhưng mà có một cái là mình ăn mình mới so sánh được quý vị. Đúng rồi, phải không ăn, cô? Bạn mới ăn là mới biết được cảm nhận. Dạ. Bạn nào mà nồi ăn quéo là mình chơi quéo. Quéo là bò là nó vừa tới này thôi mà bò nữa là nó sẽ dai, bạn hiểu không? Đúng rồi, chính xác. Mình ăn là mình phải cảm nhận được cái luồng dạ. Bò mình thịt mình nhai vô miệng là mình biết chứ. Bò thì quy tắc nó là như vậy rồi cô ha. Bò là chỉ có heo là bạn phải đun sôi nấu chín thôi. Dạ. Còn bò là bắt buộc là nó phải như sôi rồi. Nó chín quá nó dai. Chín quá nó sẽ dai. Mà cô như... làm mà gọi là nó vừa chín tới hay sao cô? Thì vừa chín tới với làm dạ. Sống làm sao được? Dạ. Trừ khi mấy bạn ăn tái mấy bạn kêu Quyền thôi. Dạ. Ăn tái thì sẽ dặn cô. Dạ. Ok, sao cái đó nó lật hoài vậy bạn? Con làm chút. Tôm bò viên. Đủ tuổi. Đó đúng rồi, còn đâu. Bò với tôm bò viên hả? Kêu bậy nữa rồi đó. Kêu tôm bò viên đó. Ra ba pha mà kêu không rồi cái bỏ đi, kêu xong bỏ đi không à. Ở kêu tầm bậy tầm bạ không dính tà la tà le hả? Muốn ăn về luôn. Muốn đâu. Khách thì rất là đông mà nếu mà mình kêu ấy cái là sẽ cô Quyền sẽ gọi là bị ấy đó quý vị. Sẽ làm không có lỗ tai mà đi sai vùng chơi quá nên đừng có nói nữa. Lo nghe điện thoại thì nhớ nguồn chứ mà nghe bán thì không bao giờ nhớ được cái like.
Hỏi hổ thì sao mà móc lai ra là chỉ có chơi là nát thôi nè. Dở ẹt. Đứng vậy thà lẹ vậy mà còn vô tuồng cũng không vô được nữa. Thôi chết luôn rồi. Đổ thừa tại bị hoài. Hỏi bạn thấy lúc nào mà mình chơi mình có vui không? Đó. Nó lại vậy á, chơi không bao giờ lúc nào mà vui được. Chơi xong là sẽ bắn là sẽ nát tài luôn. Không thấy đâu có lúc nào mà chơi vui được cái gì đâu. Nồi nước này là đun ục ục quý vị. Ừ. Nó phải là lửa, nó phải vậy đó hả cô? Nó mới đi. Phải sôi, còn mà không sôi là không lấy được tiền. Không sôi nữa. Bây giờ mình gài chín cho bạn trở quay rồi bạn cho bạn quay luôn á. Dạ. Cái giờ này tôi chưa gài chín mà tôi thấy bạn quay tôi gài chín cho bạn câu luôn đó, bạn nhìn đi. Thiệt cao lòng quá, mà hỏi tại sao sao chín sao nữa mất công. Hỏi hồi là bị đòn. Tôi biết tới là bạn sẽ hỏi tôi cái chín sao nữa, tôi làm luôn cho bạn nhìn. Dạ dạ. Dạ. Vượt phải vài trăm cây số mình phải xem hết cái công đoạn của cô làm mới bị. Bạn ăn cái trứng hả? Bạn thấy trứng hồng đào không? Đúng chính xác cô, hồng đào. Rồi xong, đó. Đủ tuổi của anh trai mình. Rồi cảm ơn anh mình. Hồng đào là cũng như là mình đãi vài phút vậy cô ha. Bây giờ nói bạn cũng không hiểu đâu. Đúng không? Cành lửa vậy vậy. Nó ngại sân ở chỗ đó lắm. Có nói bạn cũng không hiểu được là bao nhiêu phút đâu. Chứ con nhà là con bắt lửa nóng lên con để 5 phút là nó ra hồng đào á. Bạn để 5 phút hộ chứng bạn đi ra rồi kia. Dạ. Nó bơi vào trong cá. Đúng không? Trời chứ một cái bí quyết đó quý vị chứ không phải là một cái bình thường. Mà có những cái thì cô chia sẻ được. Đúng chính xác là cô bếp vô mềm 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 nha, nó còn nước trong đó đó, cô đụng tay vô đó quý vị. Trứng nào cũng vậy hết luôn. Ủa sao mình trụng lấy nước đó chi cô? Trời ơi nóng bạn thọt qua tay vô đó. Dạ. Bạn phải bỏ vậy nè, bạn gờ đào đoạn bạn còn thấy nóng rồi lửa nó phà ra mà. Bạn thấy mình đeo nè, một lớp, hai lớp, ba lớp một tay không? Dạ. Mà nó còn nóng á, bạn thấy rồi đó. Dạ. Một lớp nỉ nằm dưới nè đó. Một lớp nó còn nóng á. Trong nóng. Đó, bây giờ bắt đầu mình lấy trứng nè. Dạ. Đó, thấy chưa? Đó, hồng đào đó. Nè, thấy không? Dạ. Đó, cận cảnh, đó. Thấy cận cảnh chưa? Đó, đó cận cảnh. Đâu phải dễ. Không thấy cô làm thì thấy đơn giản đó. Mà đó. Mình về nhà mình làm không biết đó, sao. Sao bạn thấy được, rồi đó, dạ. Đủ rồi đó. Dạ. Cái gì? Trứng ra vừa đủ lai. Rồi, đó. Dạ. Bắt đầu mình xúc mình lấy ra rồi vô rồi đó nè. Bạn thấy đâu phải dễ mà lượm đâu à, ai mà nói dễ dễ buồn bán. Dạ. Đó rồi đó, thấy chưa, áp chảo rồi đây, đây kêu là áp chảo. Áp chảo hả cô? Áp chảo là để nắp đồ. Đẩy nắp nồi bạn có kêu dạ. Là kêu đẩy nắp nồi. Đẩy nắp lại. Dạ. Ờ, giờ lẽ tôi kêu áp chảo. Dạ. Ở đây cái nồi nó phải cái chảo đâu. Mà bạn cũng thật thà, cái thật thà quá vậy. Dạ. Nói gì bạn cũng thật thà hết trơn á. Thì da thật thà quá. Đó, giờ bánh của mình nè, đó. Giờ mình phải bỏ nó qua hết, rồi mình lấy ra. Dạ. Thấy không? Thấy cọng bánh, trục cộng giống cục cộng thấy chưa? À, nhìn thấy nó trong trong ha cô ha. Nó dạ. Đâu có trong, nó đục chứ đâu. Đục hay trong? Đục. Đục hả? Đây nè, cộng nhìn đục nó sáng chưa? Nè, đục nè. Dạ, dạ. Nó trong là cộng có bột năng. Dạ. Nó mới là cộng bánh canh. Còn này là bột gạo thì nó phải đục. Bột gạo là nó hơi đục. Ừ. Dạ. Bột gạo nó sẽ đục. Ừ, quý vị. Ăn ở đây anh trai. Còn hút gió nữa. Bây giờ đang lỡ miệng mà làm sao hút gió được. Mới kêu tên lỡ gạt hút gió. Cái nhà tối bắt cá kêu mình hút gió không? Dạ. Yeah. Chưa nghe khoa mình hút gió hả? Dạ yeah, chưa. Như chim hót. Cô hút, cô hút thử thôi cô. Hút lỡ thử miệng. Thôi. Lỡ miệng đang hút khách. Anh nói thiệt rồi nè, lỡ rồi quá trời luôn nè, thấy không? Ăn nóng lỡ đó, không hút được. Hút được là hút cho chay.
không, dỗ mì riết luôn, sụt chuột lên luôn, lên xô. Khỏi đi tập thể hình. Khỏi đi tập thể hình, lên xô luôn. Nữ không ban chứ mình lên len hết rồi. Dạ. Bố Quyền phải lúc trước phải đi thi làm diễn viên hài chứ. Trời ơi, tao thi luôn rồi, xin chân thành đi thi nó bắt đóng vai nào, con Quyền muốn đóng vai nào. Quyền nói khoái đóng cái vai mà leo lên, cho người ta leo lên ngọn ngọn dừa, hái dừa ở đây Quyền chặt cái gốc. Em mới nói Quyền chân thành như Quyền sao Quyền ít ác quá vậy. Nói Quyền sao Quyền chơi gì mà ác dữ vậy. Nấu vậy chứ tâm đâu mà chơi vậy được. Dạ. Yeah. Thấy em nó leo lên cao là mình sợ em nó té rồi chứ đó mà ở đâu mà nở lòng nào mà đi chặt cái tét cái gót một chi. Rồi. Lúc này là cái khung giờ khoảng chừng 3 giờ ngoài vậy. À, lượng khách sẽ lúc này là sẽ đông một chặng nữa hả cô ha. Dạ. Phải luôn. Nắng nóng quá. Dạ. Mình ngồi đây thấy ngồi đâu nữa không? Dạ. Quyền còn phải trang bị nè, đó, cái tay, thấy cái cùi chảo Quyền không? Dạ. Đó, phải bịt nữa. Ừ, giống như Quyền trang bị giống như đi đấu đấu trường dữ ha. Một bạn tự nói giỡn với bạn hả? Dạ. Thấy chưa? Dạ. Thì bạn thấy cái đai đó nè, thấy không? Nó gồm ra hai cục hai bên nè. Thì bạn nghĩ đi nóng không? Còn đây mà phải bịt nè, thấy chưa? Đó, miếng này rồi phải lót cái này lên, miếng này nữa. Bạn thấy nước sôi nó bỏng không? Dạ. Giờ chân người ta đi thi hoa hậu mà giờ thành đom đóm hết rồi. Không mà tính ra là thấy vậy chứ cực lắm quý vị. Cái nồi nước nó nào nó phà rồi. Phải dễ lượng nè, hình nồi các bạn. Khi Quyền vũ nhanh là tốc độ mì nó bay dữ lắm. Dạ. Nước sôi mà nãy Quyền đập á, nó sẽ văng. Văng. Đúng rồi. Chính xác. Nên Quyền mới trang bị dữ vậy đó. Trang bị cho lắm rồi rốt cuộc cũng thành tấm à. Dạ. Dạ hoài có hiểu được gì không? Không mà nếu mà khách đông như vậy con gặp những quán miền Tây con dưới mà nếu mà khách đông gì là bà chủ chỉ là luôn. Lấy xuống dưới luôn. Lấy xuống dưới luôn. Để con hỏi tôi dụng cho thùng gá như vậy các bạn. Nói hoài mệt. Bà chủ là không có ra ngồi như cô đâu. Đúng chỉ rồi. Là ngồi đứng gom chứ tiền thôi. Bắt phòng lạnh. Chủ cả hay là cái gì gọi là ô xin lẫn với nhau. Dạ. Công bằng lính hay là chủ gì nó cũng sang bằng nhau Quyền bò. Hỏi lính Quyền á. Dạ. Sáng Quyền làm sao là bạn có biết á, Quyền bò còn hơn là ô xin á. Dạ. Bò câu này qua câu kia qua con ngõ giáp vòng vậy nè, ở bạn đó. Dạ. Ừ. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu, bạn nó sát hành tôi còn bò vô khâu của bạn đó luôn nữa. Dạ. Ở bạn. Đó, cảm nhận chính xác đó các bạn đó, đó, bạn đang làm đó. Dạ. Ừ, chứ không phải bạn nghĩ người ta làm rồi mình để vậy cho người ta làm đâu, không có, Quyền có tánh đó đâu. Dạ. Người ta làm mình đi ngủ khỏe không? Dạ. Cô ngủ phải rồi. Kiểm tra hết từ nguyên mình liệu hết con. Hết. Dạ. Nốt hành làm gì mình phải coi hết, làm hết. Cắt thứ. Tại vì cô làm mấy vừa bụng hay sao con? Không phải làm vừa bụng. Làm lẹ đặn lên bán. Dạ. Mấy em ở trên đây là mình nói là 9:30. Dạ. Mình 5 giờ sáng là bạn thấy là phải dậy tất bật rồi làm sao đúng 9:30 gõ kẽn là phải lên trên đây là mình phải có hành rồi. Dạ. Em mới vô là mình phải tiếp rồi. Dạ. Chứ trễ một giây làm sao tiếp với em, sao gọi là 9:30 được. Có người nào thấy được không con? À, có truyền gì lại cho con thì cháu vậy không con? Con gái Quyền cũng còn không vô. Dạ. Cực quá không có vô làm. Dạ. Nói chung là các bạn trẻ thì thường những cái nghề buôn bán thì cực rồi các bạn chắc... Không có chuyện đi làm hết. Dạ. Gái đa số đi làm chứ không có thích cái này. Dạ. Vậy cô cũng phải truyền lại chứ con? Thôi truyền chứ hết sức khỏe mình hết rồi là mình buôn. Còn đâu qua ba đời phải rồi. Dạ. Thấy nó đơn giản đúng không, nó không phải như phở bún bò là bạn đông thành lượng rồi bạn chỉ cần nấu nước thôi. Dạ. Rồi cái khách tới các bạn múc ra cái thịt mình luộc rồi cái mình sắc ra mình chỉ có chan nước lên thôi, nó quá đơn giản. Đúng rồi. Cái đó ai làm cũng được. Dạ. Nhưng mà cái khâu này là không được người nào vô ngồi luôn. Dạ. Bạn chỉ cần niêm sai một đường thôi là cái tô mất vị rồi. Dạ. Đúng không?
đúng, chính bạn xác ăn thì bạn khỏi liêm là bạn hiểu rồi. Nhiều người có ăn lạc, ăn mặn, ăn ngọt, tùy theo khẩu vị của người ta. Nếu ăn ngọt có đường ở ngoài. Dạ. Yeah. Mà con thấy cô làm như vậy là con đây không biết là nó rất là điều tay luôn. Muối, một ngọt, tiêu, nước mắm. Con nêm từng tô vậy đó bị. Thì bằng nêm từng. Mà bán mấy chục năm nay. Tiêu này là tiêu gốc nha. Dạ. Tiêu ngoài quê á. Dạ. Rồi ăn chay. Vâng. Anh đưa đây em, quá sôi bụng mà anh chưa nóng hả? Anh chưa nóng hả? Ê vậy nó nóng rồi, để thêm vô luôn đi. Chứ mà em chắc ra là nó hết sẽ hết ngon. Giờ em cho anh nước tiết nè, giờ hút gió được, phải nước tiết vô. Dạ. Yeah. Cái nước này là nước tiết hả con? Dạ. Là nước ra từ nước bò. Nước bò đó hả con? Quay vô bạn nói, hồi chắc tôi nói phụ bạn hết á. Trời ơi, nước tiết mà nước ra từ nước gì? Dạ. Yeah. Ra từ nước lèo. Nước lèo đâu phải. Nước cô đánh đánh lên cái ra nó ra gì nè quý vị. Nước tiết nè. Chất đổi vị trí quá cô vậy. Đổi vị trí vậy. Rồi giao qua anh. Đó. Nước tiết là nó vậy đó, nó sánh lại thành vậy đó. Dạ. Bạn thấy nước sôi cỡ này mà khách còn kêu ngụ là bạn hiểu rồi đó. Dạ. Có thấy sôi bột không? Là anh trai ăn độ quá nóng. Quá nóng. Ừ. Mà anh kiều tô mì anh chuyển qua thương nhân là nó sẽ bị nguội. Nguội. Ừ, anh ăn nóng. Một cách rất là tỉ mỉ của cô nha. Là... anh ăn nằm ở trong cái nước quen rồi. Dạ. Là ăn đồ ăn nằm trong nước quen rồi anh ăn khô rồi. Là anh ăn mì xong cái tới cái thương nhân là anh sẽ bị no nguội rồi. Dạ. Còn anh ăn trực tiếp vô trong đó luôn là anh sẽ thấy nóng. Nếu mà khách xin như vậy mình đâu có đủ nước đâu cô. Đủ nha. Đủ nước không? Lúc nào cũng có bao la, chắc khi nào hết tiếng thôi. Kêu không đủ rồi. Chắc chết với bạn. Vậy là đó. một ngày là cô bán chắc. Đó, dạ. Nước tiếng không? Bò thì đương nhiên ra nước tiếng thấy không? Dạ. Để mình chắc vừa đủ hơi, người nào xin rồi mình chắc hết nước tiếng rồi là hết chắc. Chứ dạ. Sao còn đủ nữa. Nước tiếng còn làm như nước máy gì, mỡ vậy. Dạ. Chết rồi. Cái này bạn hại não tôi quá bạn ơi. Ngày bán khoảng nhiêu ký vậy cô? Bạn kiểu nói kìa. Ngày bán khoảng nhiêu ký thịt vậy cô? Bao nhiêu ký thịt nếu mà biết được là ok rồi. Cứ lấy đủ máy 20-30 ký vậy đó. Dạ. Bán khi nào nó xẹp xuống rồi mình biết là nó hết. Hết thôi mời lấy tiếp nữa. Dạ. Hết rồi là xong. Ta biết hết rồi xong. 20 ký đó. Dạ. Buôn bán mà đâu có biết được số lượng chính xác coi. Vậy chỉ có bún bò đó. Bạn mua thì bạn luộc lên, nó ra số lượng hết rồi. Dạ. Bạn luộc lên các bạn chín, các bạn thái nó ra, các bạn để đó bạn biết rồi, số ký nó bao nhiêu liền. Dạ. Còn đây bò tái mình làm sao biết số ký nó. Dạ. Một cái này không mà đâu 3 kg mà bạn tính từ sáng đến chiều là bao nhiêu nồi này là biết đóng đáp. Dạ. Thấy đơn giản đó, nhưng không phải đơn giản bạn, đóng cái bạn khu đi, bạn nói đi. Làm chủ của mình là dễ nhất luôn á. Dạ. Là dễ nhất luôn á. Dạ. Bên đi bên đợi cũng có nhiêu đó. Qua ngày mai cũng có nhiêu đó. Qua ngày kia cũng có nhiêu đó thôi. Dạ. Nhưng mà người ta không có cốt chú ý. Nếu mà chú ý là người ta sẽ thụ hết. Dạ. Người ta không có chú ý không. Ê, xong rồi việc rồi thôi về sáng mai ra là vô là biết vô làm thôi rồi xong. Dạ. Tao mới chú ý, cứ chú ý rồi người ta chú ý công việc của người ta là người ta sẽ thụ, không có bị nói. Đúng. Thấy quyền không? Bởi vậy dạy một người mà lên rồi á, mà mình đậu mà cái người đó mà có chuyện người ta nghĩ á, mình đi kiếm người khác để mình thế vô á, cái mình dạy thêm lần nữa cái người ta không hiểu cái mình phải bực mình. Đúng rồi, khó. Là như vậy á, còn mấy chị em này là trong nhà không? Dạ. Muốn mà làm mấy được. Mấy người ngoài có quyền cho nghỉ hết rồi, tự dạy hoài mệt đó. Dạ. Vậy hoài không thuộc bài. Dạ. Tự người ta lo, người ta làm, người ta chơi, người ta đâu có để ý gì đó. Làm để mẹ không làm sao không gì đó. Dạ. Là tháng nữa. Dạ. Bởi vì mệt lắm bạn ơi. Nhiều người đi làm người ta cố có chí để người ta làm thì nó khác. Gặp người cà đơ mệt. Dạ. Bạn dạy hoài đó cũng vậy. Để ý ha con ha. Là mình phải để ý. Phải để ý chứ thổi bạn chứ bạn ăn cơm, bạn muốn thích ăn có ớt, bạn phải đi lấy chớ bạn ăn không? Dạ. Bạn này bạn ăn cơm mà bạn muốn ăn ớt mà bạn quên thì bạn khỏi ăn. Dạ. Thì vậy cũng vậy á. Đúng rồi. Đó là những cái vậy bài học. Khi nào nó thích lắm thì nó nhớ nó mới đi lấy. Dạ. Còn bữa nào mà nó vui cái nó quên là coi như là nó khỏi lái. Dạ. Đó là vậy á.
cũng may á, cũng may còn nhớ mặc áo chứ không, không nhớ mặc áo tắm xong đi ra luôn là chết nữa. Là cái công đoạn là cũng kỳ công lắm, trụng rồi niêm, đặc biệt có cái làm sao mà niêm. Còn cu làm bò làm cơm phải cắt cắt lột tôm rồi phải lấy chỉ rồi phải quớ tôm, mà bạn thấy tôm là phải 40-50 kg đâu phải là dễ làm đâu, chợ quen lắm bạn. Tôm đó là mình làm tôm gì con? Bạn tôm tôm mình á, tôm tôm sông á, tôm mặt gì nè. Dạ. Bạn biết mấy con tôm mà tôm bự bự mình là tôm gì? Tôm này gọi là tôm tôm đất hả? Tôm bự. Con cũng chưa biết nữa. Có nhiều loại. Không, có một loại tôm đất á. Tôm bự 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 vậy nè, bự bự lắm. Bự tay này mập hơn bằng tay cái mình á, mà nó bự gì. Dạ. Mới lột được chứ tôm nhỏ lột phê thấy mồ. Dạ. Lột rồi phải cô phải tâm ra nữa. Mấy cái đầu á nó chích á, mình phải lột tôm sống. Cái mình phải mướn người ta lột. Nhưng mình lột thì chỉ có một phần nào mà mình lột không nổi đâu. Vừa quết mà làm sao mà mình lột được, người ta lột, người ta đem đi cho mình. Mình phải mướn người ta lột. Người ta lấy tôm sống rằng mà tôm mà bạn chỉ cần nhìn vô bạn biết liền. Tôm mà người ta đem lại bạn chỉ cần hửi thôi là bạn biết tôm sống hoặc là tôm ngày hôm kia hay tôm để lâu là bán bạn nhìn vô biết liền. Dạ. Cái mùi tôm là bạn ăn là bạn ở dưới đó bạn cũng biết, mà mua tôm sống về bạn lộn bạn thử là nó thơm phức rồi. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Còn tôm mà mình ta lột sẵn mà tôm chết cái bạn hửi cái đó nghe mùi liền. Dạ. Bạn vừa đổ ra thôi là mấy con mùi nó bung còn cái đống rồi. Dạ. Còn tôm sống là nó không có bị. Tôm sống là nó thơm phức rồi. Phải làm đồ ăn cái gì mình phải có yên tâm cho mình làm. Bạn thấy cái nồi tương ớt của mình mua rồi đó. Đó. Yeah. Thấy từng chai đó không? Dạ. Chứ đâu phải chơi chiếc. Dạ. Thấy chai từng chai tương ớt không? Dạ. Đó. Ui xíu này nè. Gì đó hả cô? Nè. Chai nhỏ vậy đó hả? Dạ. Chứ hãng gì? Bạn nhìn coi thấy không? Tương cà tương ớt là hãng xịn chứ không phải một loại mà mua mà tương cà tương ớt mà đổi chiếc nha. Dạ. Đó, từng tài tài một á. Tại vì cái khâu mà mì đó là nó cũng quan trọng cái tương ớt. Tương ớt ăn mà nếu mà tương ớt mà không ngon là nó cũng ảnh hưởng. 75 con chai mình. Cho em mượn, cho em mượn. Bạn nó đi cơ bản không giận không? Gió nghe cái hoài, bữa nay em lỡ miệng thiệt mà. Nó lỡ cái lời ra. Hả? Gió cái trời lại hút không ra luôn á. Khách chỉ cần là trời ơi, lỡ sưng cái môi luôn á, mà hút không được. Sáng giờ biết bao nhiêu người kêu em phải. Dạ. Vậy là ảnh là nghe ảnh con nói hút gió. Dạ. Vậy là cô về mà có một cái tiền chiêu. Hút gió như tiếng chim kêu á. Dạ. Như tiếng chim kêu bữa nay bạn vô không đúng ngày của mình á. Dạ. Gió như chim kêu, nhà ông nghe cho nên ông nuôi chim. Đó. Dạ. Mấy con chim á mỗi lần mà nghe mình hót lên mình nó hót đó nó hót. Mỗi lần mà hút gió lên là nó hút đầy trên gió nó chít như vậy nó cả đống luôn. Dạ. Nè, đậu hành nha xíu nè. Đó, nha tí. Ủa, cô xài hành hương hả? Hành hương. Hành hương. Nè, nó mới sống hành nó mới nhỏ nè. Dạ. Còn hành xày là bạn ăn nó sẽ hôi. Dạ. Hành hương là nó mắc tiền hơn đúng hay rồi, sao? Đúng rồi, 70.000 cây. Thơm hơn hay sao cô? Thơm hơn. Hành xày thì nó sẽ hôi, nó hăng hơn. Hành xày thì đã là có 45.000 à. Dạ. Còn hành hương nó mắc gấp hôi rồi. Là cô mọi nguyên liệu là cô đều dùng những loại chứ không phải mua kiểu mà hành tạch nhạp rồi lộn xộn đâu. Bạn thấy cái ống hành là bạn thấy rồi, nó nhỏ xíu rồi thấy không? Dạ. Hành hương nó mắc là vậy á. Cô không nói con cũng không biết đâu. Trời ơi, bạn dễ đâu không thấy cọng hành nó giòn không? Dạ. Nguyên tâm sao mà nước nè, thấy không? Thấy hành hương không? Nó nhỏ kìa. Nó ống nó nhỏ nè. Còn hành xậy là cái ống nó bự chà bá ra. Dạ. Thấy không? Nói hành hương không? Chứ đâu có phải dễ ăn của ngoại đâu ha. Nè, thấy cái ống hành là nhìn mình biết rồi đó. Dạ. Cái gì cũng có cái giá của... Chứ đâu phải bán tập gọi là tập nhạc. Dạ. Bạn ăn hết mấy cái chỗ này, bạn đi không có ai bò giống mình. Dạ. Bò bây giờ ai giống mình. Trứng hột gà cũng không giống mà hột bò không giống. Cơm cũng không giống. Cái giống ăn còn gì quyền nữa. Dạ. Cái đó là một cái thấy bò nó giòn mà nó thấy nó mềm theo không? Dạ. Bắp hoa mềm nhưng mà cô làm nó chưa có đến độ dai á, nó dai còn cái độ mềm mình cảm nhận nhưng mà nó không có bị sống. Đúng rồi. Cái đó là một cái kỹ thuật làm á. Dạ.
mà đã làm quen tay rồi. Có cái khách của cô Quyền vô ăn hả, là không cho Quyền làm đưa nước, để nước sôi bột vậy đó, bò chất lên trên vậy nè, chất lên ăn tái đó, đó là chan nước sâu lên mà nó chỉ thun lại thôi là tan sống á. Tái mà không cho trụng luôn, không cho trụng luôn, chỉ nhẹ múc nước chan lên thôi, chan lên rồi là bưng vô là khách ăn là ăn còn sống nhau luôn á. Người ta khoái vậy, ta thích. Có nhiều người ta thích ăn sống sống, tái tái. Ăn tái mà nó ăn tái nó ngon. Dạ. Ăn thịt tái ngon không? Dạ. Tôm, tôm sống. Dạ. Đó chấm bùi tạt rồi tao quen rồi. Đúng rồi. Ta vô đây mình làm thịt mà như vậy là người ta kêu là chín quá ăn không được. Dạ. Ừ. Bò này có thể là mình tái chanh rồi mình ăn. Tái có nhiều được, người ta ăn được. Bạn chanh vô là bạn trộn lên là bạn ăn thôi. Dạ. Ừ. Trời mưa rồi. Bạn thấy không? Này mưa rồi vậy. Không như đi lại cái khung giờ mưa mà vắng gì mới hỏi trực tiếp cô Quyền được. Đúng rồi, cô Quyền mới có... làm sao hỏi Quyền, Quyền bán vẫn nói chuyện được như thường. Dạ. Cô Quyền nói bán à. Nhưng mà đâu có chia sẻ hết được cái... Đúng rồi, cái cực của mình phải nói ra để cho người ta am hiểu chứ đừng, ai cũng nghĩ đơn giản rồi. Xong rồi lên chỉ có ngồi bán thôi, không có đơn giản vậy đâu. Không, con nghĩ cũng không có đơn giản đâu. Nếu mà... Bạn hỏi bạn của Quyền á, là sáng Quyền lớn. Từ khâu qua từ khâu. Dạ. Chứ đâu có phải mà lên cái ào là mấy cái này làm hết rồi cho mình lên mình ngồi bán rồi. Dạ. Đúng rồi. Mà bán là cũng một nghệ thuật đó chứ đâu phải bán bình thường. Dạ. Bạn biết tay mình nhất luôn. Dạ. Mà mình phải tập, không tập thì nó chỉ nhất. Dạ. Phải tập. Con phải truyền lại cho con cháu gì phụ cô chứ cô bán như vậy tuổi cô cũng năm nay. Dạ. Nóng được. Vậy hả? Nhưng mà cái nghề này là cái nghề gia truyền của gia đình mà cô không chịu. Nói là hết lóc rồi. Bán cái đời của mình là hết lóc. Nếu vậy cô không có ép buộc gì chứ. Đúng rồi. Nếu không thích thì thôi cô không chịu. Có đứa con gái à. Dạ. Không phải nhiều đứa đâu rồi đó ha. Đúng không? Dạ. Phải đứa này với kia đứa nọ nó thích. Nhanh dạ. Con đứa. Cô có xui chưa cô Quỳ? Gái người mai 26 rồi. Dạ. Cô có xui chưa? Chưa có. Chưa có gia đình mà nó không chịu vô nghề buôn bán. Dạ. Có trời nắng phải chuẩn bị nước để xịt cho mát. Dạ. Mưa cứu lại. Dạ. Dạ. Cực lắm chứ không phải đơn giản mà. Dạ. Ai cũng nói dễ dễ, không nói đơn giản dễ. Khâu chuẩn bị chắc chuẩn bị trước mấy tiếng hồ đó. Đó từ 5 giờ sáng bắt đầu dậy làm rồi đó. Dạ. Làm xong dứt điểm là 8 rưỡi là bắt đầu vừa xong rồi gõ ba làm tơ rồi xong rồi khô bị khô. Nước lên lên sao mày ăn nghỉ giờ linh của tao quá vậy. Mưa rồi. Mưa mới vô ăn chứ thôi ngồi chờ em cũng rảnh quá ăn uống nhiều cũng rảnh như vậy. Tổng cộng ở đây là mấy cô đồ làm đông khoảng 5 người không cô? Đó như đó đó này. Dạ. Cho con cháu nhà không á. Dạ. Ở đó ông anh á. Dạ. Ừ. Lính láng cái đầu ra đứng luôn xuống nó tù quá cho nghỉ hết rồi. Dạ. Nhanh ý mới theo kịp cô Quyền chứ cái tốc độ cô Quyền ẩm thực phố đã có xem nhiều bạn quay rồi. Cái lúc giờ đông là tốc độ lắm quý vị. Đó là như đây rồi bích ra tới kia luôn. Dạ. Xếp hàng luôn á. Con... Nhưng mà mỗi năm nó sẽ mỗi khác chứ không đúng phải năm nào cũng như năm nào. Dạ. Hồi trước thì quán còn đông hơn nữa không con? Đông hơn nhiều. Dạ. Sau này em là khách quen của Quyền không à. Dạ. Cái đó là sa tế. Sa tế hả con? Dạ. Tôi cho gia vị có muối ớt quý vị. Đây là bột ngọt. Tiêu. Tiêu. Nước mắm. Cái này nước mắm hả con? Nước mắm này là cô có làm gì không? Không, nước dạ. Mắm thôi. Cái nước mắm làm gì? Dạ. Cái phần đó là gì cô Quyền? Muối trắng á. Dạ. Mình chan nước mắm nó văng qua đó đó. Dạ, nguyên liệu là gồm là 5 loại quý vị. Vô bạn sẽ nghe mùi liền. Dạ. Cái gì nó có, mỗi cái khẩu vị nó có hết chứ. Dạ. Dạ. Cái bò nó vừa đúng độ đó đó. Nó vừa đúng thấy không? Ăn bò vậy mới gọi là nghiền. Dạ. Cái kiểu mà ăn bò mà chín quá mất độ ngon. Dạ. Sống quá ai cũng không ngon. Nó phải vừa tới nút vậy á.
Ở đâu có phải dễ lượng tiền đâu bạn, giống như là bán mà đơn giản như là cái này nó cực hơn phở cũng bò nữa. Tại vì bạn nhìn vô bạn thấy đơn giản quá đúng không? Dạ nó... không, con nhìn vô cũng đâu đơn giản đâu. Nếu mà niêm từ tô vậy là không có đơn giản à. À, nó cực hơn phở bún bò, tự phở bún bò lúc nào cũng có liều lượng. Dạ. Còn đây là mình phải... Thì đó giờ có khi nào khách hàng có... Chưa bao giờ. Phản ánh là... ăn lạc á. Dạ. Cái mình không biết mua người ta vô dạ. Người ta nói ăn quá. Dạ. Là người ta ăn lạc. Dạ. Cái lần sau nói chị ăn lạc chị phải báo. Lần sau vô cái rồi nhìn là quen cái mặt rồi. Dạ. Vô chỉ ngồi xuống niêm lạc. Niêm lạc liền. Là bao nhiêu người khách nhưng mà con nhớ ý sao? Nhớ. Nhớ mà à. Cô làm động tác nhanh tay vậy là nhớ, nhớ. Bạn nào vô là cô Quyền nhìn ra được hết. Bạn nào dạ. mới ăn là cũng biết. Dạ. Mới ăn cũng biết mà bạn ăn quen rồi nhìn vô biết liền. Dạ. Trời ơi, bé phải có mắt thẩm mỹ với bạn. Dạ. Bạn tưởng Quyền, nếu Quyền hồi đó học dở Quyền thi vô đội công an rồi. Làm gì cô? Vô đội công an mình đi săn bắt cướp. Cô Quyền là khoái săn bắt cướp. Dạ. Lái mô tô rồi phái mấy con khói lớn. Dạ, vậy là tính cô Quyền cũng... Không, như đàn ông vậy, phái mạnh mẽ với dạ, mạnh mẽ. Mô tô khoái chạy vậy. Như vậy vợ cô chạy cũng được mà. Giờ nói chú mua một chiếc. Trời ơi, thành phố mình chạy gì nghe anh rồi ngày mai bị chú chỉ. Dạ, dây dáng cô Quyền to ha. Chạy mô tô cũng đẹp lắm á. Mô tô lắm. Xe cao rồi, thích to. Cô Quyền chạy xe cũng bạo lực lắm chứ đâu có phải chạy từng từ từ tốn như kỳ mị con gái đâu. Dạ. Xe mình đo mình chạy đo về cái nhà. Dạ. Chứ đâu phải từng tốn. Khách là gai con ha. Trời mưa mà khách cũng mặc áo mưa lại nè quý vị. Đúng rồi, trong hẻm. Quý vị nhìn. Nấu đơn ơi gì vậy nào? Bún mà. Ok. Giờ đâu xài chữ ok. Ok là sẽ bị dính đĩa. Dạ. Dưới băng ok nhiều lắm. Giờ mình xài ok không à. Sao ảnh nói không có ghi chú gì hết là sao? Ghi chú là không bỏ hành á, phải đọc nha. Dạ. Có bật mã hết trơn quý vị. Ờ. Ảnh là ảnh mua cho khách á. Để mình khỏi hỏi nên bạn biết ý của Quyền rồi để báo luôn. Gặp cô Quyền là phải nhanh gọn lẹ quý vị. Không có dài dòng. Không có nhưng tại bị thì mà là gì hết. Đúng rồi, dạ. Bay như cái dĩa bay vậy. Đây, tôi có sẽ mời quý vị cùng xem cái cách cô Quyền cho ra một cái tô bún quý vị, bún nước. Chưa được. Giải nhiệt không? Nghe ho rồi tôi giải nhiệt cho bạn nha. Ok. Quyền sẽ thông cảm cho bạn luôn đây. Giải nhiệt cảm luôn. Cho bạn hết hay em. Ăn xong rồi hết. Hết ho luôn. Mình không biết mình nó nằm nó thức nha của bạn. Bạn nó ăn quá nóng.
dữ. Lên tới đây rồi mà bạn nó còn ăn nóng nữa. Cô cho nước thêm là cô cho là thật sự là cho từ cái nước đó quý vị, chứ không phải là cho cái nước không. Làm từ một cái chi tiết nhỏ, tại vì cái nước không mà để vô nó sẽ lạc con ha. Ừ. Đâu có được. Nước của Quyền trong này nước nè, không có đem gì trong này đâu. Dạ. Ừ. Quyền đem trực tiếp ngoài mà. Nếu dạ. Ở chỗ trong này đem nữa là bạn vô nó sẽ mặn chán rồi làm sao người ta ăn. Dạ. Cho hai miếng chanh ra đây. Cho hai miếng chanh bằng một rồi quậy. Lấy chỗ nào trả lại chỗ đó, tém chanh lại cho nó gọn lại. Khi người ta đang ngồi bàn số 1, giật người ta làm chi. Lấy chỗ khác. Khi ra bưng đây thì không có bao tay thì đừng bao giờ lỡ bưng. Nhớ nha, mấy bạn. Đâu phải chờ chơi vui nha. Đúng rồi, tiền của con. Mình chơi không phải chơi đồ chơi mà kiểu ở đây nước sôi không làm như là đồ chơi vậy. Ra kêu không có bao tay, không có bao tay tao bịch cái gì. Bưng đồ nóng mà làm như mình là dinh gia vậy. Cái đồ chơi nè, khi của nào á là giá nó như vậy là nó lên hàng như vậy, còn của con á hàng 8 thì nó sẽ xuống theo kiểu hàng 8, hiểu không? Hàng 9 nó lên kiểu của hàng 9, mà hàng 10 nó lên theo kiểu hàng 10. Đó, con nhìn hàng đi, còn mình muốn cái mình nhìn vô vậy là mình biết liền. Mua cái phần mà nó kêu con mua thêm phần để họ tính tiền nó. À, đúng rồi là 90. Đó, con nhìn bịch nhân thôi, về chỉ cần đổ ra thôi là thấy ok rồi. Thôi là thấy thịt không rồi cần nhìn đến đồ ăn chi xong. Chớp nào chưa? Hay chà. Bò viên. Bạn chơi mà bạn lo nhìn viên không, bạn không lo nhìn mình. Baby. Đó, của baby.
cái này.